Bây giờ là chương trình hết giờ rồi. Xuống đó mà hết giờ. Đặc biệt cũng không quên cảm ơn Quỳnh này,
rồi nhóm bạn của Quynh ở Lebanon đã cảm ơn em rất nhiều. Cảm ơn Lý Tám, cảm ơn rất nhiều. Nhớ nha, tuần sau ở Lisa tuần nữa 18 tại Boomerang, đặc biệt 27 tháng 5 tại Sandam. Cảm ơn rất nhiều. Cảm ơn quý vị đã ở lại với tất cả ban tổ chức tới giờ này. Thật cảm ơn. Và bây giờ quý vị, người nào la được thì la, người nào vỗ được thì vỗ. Xin cho bài hồng của chúng tôi một tràng pháo tay nào. Và cũng quên cảm ơn như người bạn gọi là tri kỷ nhiều năm của tôi ở Rosendale. Trời ơi, phải lặn lội đi xe lửa lên đây. Cảm ơn Như rất nhiều. Ok.